Đến với bài 9, yêu cầu bài 9 là dùng những động từ trong ngoặc ở dạng đúng của nó. Vậy là ta phải chia thì, hoặc là có thể là thêm thắt cái gì đó vào, tùy làm sao mà cho nó đúng, nó phù hợp với ngữ pháp và cũng như phù hợp với ngữ cảnh của bài. Dùng thì quá khứ hoặc thì hiện tại, tiếp thì hiện tại hoàn thành, nghĩa là một là thì quá khứ đơn, hai là thì hiện tại hoàn thành, một trong hai thì đó. Phạm vi được thu hẹp, dễ làm hơn rồi đó. Trước khi mà đi vào bài á, thì mọi người nên nhắc lại cái điểm khác nhau giữa thì hiện tại hoàn đơn và thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn, cũng như là cái cách dùng của thì quá khứ đơn, để mà khi mà mình làm bài á, là mình có thể vận dụng ngay cái cách dùng này, là mình biết là tại sao mình chia cái thì của cái câu số 1 này là quá khứ đơn, tại vì nó nằm ở trong cái cách dùng thứ nhất, nó là cái cách dùng thứ nhất của thì quá khứ đơn, hay là nó là cái cách dùng thứ ba của thì quá khứ đơn chẳng hạn. Thì nghĩa là mình phải vừa làm vừa dở lại sách vở để xem. Chứ đối với những người mà mới bắt đầu học tiếng Anh á, thì nói mà tao nhớ hết đáp án rồi, tao nhớ hết lý thuyết rồi, tao không cần phải dở lại, cái chuyện đó là rất rất là khó. Nên là phải vừa làm vừa dở lại để xem thử là cái câu này là nó thuộc trường hợp nào của cái cách dùng nào của cái thì này, nó thuộc cái trường hợp ABC, trường hợp 1, 2, 3, 4, trường hợp thứ tư của thì quá khứ đơn, hay là thuộc cái cách dùng thứ năm của thì hiện tại tiếp diễn đó, vân vân đó. Mình vừa làm mình vừa liên kết giữa, mình note lại trên cái bài để mình biết là tại sao chúng ta lại chọn thì này, nó thuộc cái cách dùng nào đó. Đây ví dụ như là cái cách em note lại nè, đâu phải em làm là em không note lại đâu. Em phải nốt lại em mới nhớ được là tại sao em lại chọn cái thì này chứ. Không kiểu một người cũng không phải là quá giỏi, đủ em không đủ giỏi để mà không phải nốt lại mà vẫn nhớ. Phải nốt lại là tại sao ta chọn như vậy. Bây giờ em sẽ cho mọi người thời gian để dỡ lại cách dùng của các loại thì, để khi mà em nói tới đâu thì mọi người sẽ vận dụng đến đó. Đây, hãy xem những cái cách dùng nè. Cách dùng thứ nhất, có thể chụp màn hình lại để hoặc là ghi ra lại theo cái cách mọi người hiểu. Ghi rất đơn giản thôi, ghi một hai từ thôi, miễn sao mọi người hiểu là được. Còn đây là em phải viết cho đầy đủ. Còn ví dụ mọi người thì mọi người hiểu như thế nào thì chép lại y như vậy đó. Mọi người có thể dừng lại, bấm dừng lại để chụp màn hình lại. Cách dùng thứ ba nè. Đây, cách dùng thứ tư. Để tí nữa khi mà em giải thì em sẽ liên hệ về cái cách dùng luôn, sẽ đặt cái trường hợp tại sao mà em lại dùng như vậy, là nó thuộc cái trường hợp thứ tư này. Ví dụ vậy. Trường hợp thứ năm, trường hợp thứ 6, 5 với 6 thì không có nằm trong cái câu này rồi, thôi bỏ qua. 7 cũng không có luôn. 8 thì có nè. 9 cũng có. Nghe có vẻ khó khăn quá, thôi nhìn cái đáp án. Nhìn cái ví dụ cho dễ hiểu. 9 nè. 10 nè. 11 nè. 12 nè. Cái 12 này gặp hơi bị nhiều nha. 11, 12. Cái sự việc đã xảy ra mà mặc dù không có mốc thời gian xác định, Nhưng mà ta vẫn chịu quá khứ đơn. Còn 12 này cũng hay dùng nè. Rồi, hãy chụp màn hình lại cách so sánh giữa thì hiện tại hoàn đơn và hiện tại hoàn tiếp diễn. Có thể là dùng nè. Bấm dừng lại. Rồi chụp màn hình. Bấm dừng lại rồi chụp màn hình. Rồi xong nha. Quay trở lại. Câu 1. Tôi đã dùng cái nghĩa là tôi đã sở hữu cái shirt, là cái kiểu như là cái áo sơ mi, đúng không? Cái áo sơ mi này tôi đã sở hữu cái áo sơ mi này khoảng được gần 4 năm rồi. Được gần 4 năm rồi. Vậy ta thấy là ta thấy dấu hiệu của thì hiện tại, dấu hiệu của thì
hiện tại hoàn thành for cộng với khoảng thời gian. Đó. Ta ghi ở thì hiện tại hoàn thành. Còn have, ta phải nhớ là have, have này á, have đằng trước này á là trợ động từ của thì hiện tại hoàn. Còn had này là động từ chính. Đây, have cộng với verb 3 là had. Have had. Câu 2. Jonah thì tidy là dọn dẹp, Jonah dọn dẹp cái bàn học, nhưng bây giờ thì nó lại như thế nào? Lại bừa bộn lại rồi. Vậy là ta thấy là bây giờ nó bừa bộn lại rồi, nghĩa là cái kết quả của cái việc mà dọn dẹp bàn học nó không còn nữa. Vậy ta thấy là nó thuộc cái trường hợp là kết quả của hành động á, nó chấm dứt rồi. Đó. Kết quả của hành động nó không còn ở hiện tại nữa. Ừ. Để em xem nào, nó đây. Diễn tả một hành động, một sự việc đã xảy ra nhưng mà đã kết thúc hoàn toàn trong quá khứ, kết quả không còn ở hiện tại nữa. Đó. Tại vì cái việc kết quả của cái việc dọn dẹp bàn học là nó sạch. Mà cái việc sạch này không còn nữa, bây giờ nó dơ lại rồi, nó bẩn lại rồi, nó lộn xộn lại rồi, là cái việc sạch sẽ này nó không còn nữa, là cái việc này là hoàn toàn đã chấm dứt trong quá khứ rồi. Cho nên là động từ này ta phải chia ở quá khứ đương. Hành động, kết quả của hành động đã không còn ở hiện tại nữa. Câu 3. Mike mất chìa khóa của anh ấy không thể tìm nó ở đâu cả, không tìm được nó ở đâu. Vậy là ta thấy cái mất này mất chìa cho nên mới không tìm được. Cái kết quả mà không tìm được này nè, nó vẫn còn ở hiện tại, kết quả của hành động vẫn còn ở hiện tại. Anh ta không tìm thấy chìa. Tại sao anh ta không tìm thấy chìa? Tại vì anh ấy làm mất. Đó. Kết quả của cái hành động là mất này vẫn còn. Vẫn còn chính thể hiện ở câu là anh ấy không tìm thấy được. Làm mất thì mới không tìm thấy được. Đó. Câu 4. Lần cuối cùng. Lần cuối cùng, vậy là cái việc này ta thấy đây là dấu hiệu của cái việc đã chấm dứt trong quá khứ rồi. Lần cuối cùng mà tôi đi đến Brighton là vào tháng 8. Đó. Cái việc này đã chấm dứt rồi, lần cuối cùng rồi, đâu còn lần tiếp theo nữa. Rồi nói mình lần tiếp theo, ví dụ là lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư thì còn nói là còn lần thứ năm, lần thứ sáu, lần thứ bảy, còn cái lần khác nữa. Còn đây người ta đã nói là lần cuối cùng, không còn có lần nào tiếp nữa. Vì một cái nguyên nhân nào đó ta không biết, người ta không đề cập, nhưng đây là lần cuối cùng. Vậy cái việc đã chấm dứt, đã xảy ra trong quá khứ và không còn tiếp diễn ở hiện tại nữa hoặc tương lai nữa thì ta chia ở quá khứ đơn. Câu 5. Tôi hoàn thành xong bài tập của tôi. Không có mốc thời gian nào cụ thể hết trơn. Họ không không biết chính xác luôn, không biết chính xác là tôi hoàn thành lúc nào, cho nên ta chịu thì hiện tại hoàn. Diễn tả một cái sự việc đã xảy ra trong quá khứ nhưng không có mốc thời gian xác định. Có mốc thời gian xác định thì đã chia quá khứ đơn rồi. Rồi, tôi làm nó trước khi uống trà. Rồi, ta thấy có cái mốc thời gian này, trước khi uống trà. Cho nên ta phải chia nó là quá khứ đơn. Câu 6. Và cái trận đấu, cái giải đua, cái cuộc đua thì đã kết thúc. Đã kết thúc, vừa mới kết thúc luôn. It's over. Đây là một cái sự thông báo, một cái loan tin, một cái thông báo. Và Mickey thì thắng trong một cái khoảng thời gian mà ngắn nhất, nghĩa là thắng thắng mà lập kỷ lục luôn á, thắng nhanh nhất, thắng với một cái khoảng thời gian nhanh nhất từ trước đến giờ, phải là lập kỷ lục á. Vậy ta thấy là thông đây là một sự việc vừa mới xảy ra, người ta muốn thông báo. Vậy là khi mà chúng ta muốn thông báo một cái việc gì thì ta chia ở thì hiện tại hoàn. Hiện tại hoàn có một cách dùng là để thông báo, để loan tin một cái sự việc vừa mới xảy ra. Rồi xong. Câu 7. 5 times, 5 lần. À, một cái sự việc được lặp đi lặp lại nhiều lần trong quá khứ, có thể tiếp tục ở hiện tại và tiếp tục diễn ra trong tương lai, thì chưa thì hiện tại hoàn đơn. Has been. Martin là ngôi thứ ba số ít thì giữa have và has thì ta phải chọn là has. He loved the place. À, cái ám chỉ của họ là anh ấy yêu cái nơi này, yêu cái địa điểm này. Vậy là vì yêu cái địa điểm này nên đi đến 5 lần và tiếp tục còn lần thứ 6, thứ 7, thứ 8 trong tương lai nữa. Câu 8. Dĩ nhiên là tôi có thể lái xe đạp nhưng mà tôi không lái được. Tôi không lái cái xe nào đã
được nhiều năm rồi, ta thấy là 4 years nhiều năm rồi. Vậy đây là dấu hiệu của thì hiện tại hoàn, cho nên ta phải dùng hiện tại hoàn, haven't written. Câu 9. Tôi không biết chồng của Carrot. Tôi chưa bao giờ gặp anh ta. Ta thấy là cái hành động chưa bao giờ gặp anh ta dẫn đến cái kết quả là tôi không biết chồng của Carrot là ai. Vậy ta thấy cái kết quả này nó còn ở hiện tại không? Hiện tại nhé. Kết quả là tôi không biết chồng của Carrot là ai vẫn còn tiếp tục ở hiện tại. Ngay thấy luôn. Cho nên cái việc này, kết quả của cái việc gặp này vẫn còn ở hiện tại, cho nên ta phải chia nó ở thì hiện tại hoàn. Còn kết quả mà nó không còn nữa thì lúc đó ta mới chịu quá khứ đơn. Câu 9. Rupert thì để lại tin nhắn cho bạn. Không có một mốc thời gian nào xác định hết. Biết là cái việc này đã xảy ra trong quá khứ nhưng mà không có mốc thời gian xác định, cho nên ta chia ở thì quá khứ hoàn. Anh ấy gọi vào tối qua. Có mốc thời gian xác định thì chia quá khứ đơn. Câu 11. Xe của bạn thì có vẻ sạch. Bạn rửa nó à? Bạn rửa xe à? Vậy ta thấy đây là cái kết quả của cái hành động rửa xe thì nó sạch. Mà cái kết quả này thì nó đang ở hiện tại, cho nên cái kết quả vẫn còn ở hiện tại thì hành động đó ta phải chia ở quá khứ ở hiện tại hoàn. Còn nếu kết quả nó không còn ở hiện tại nữa thì ta mới chia quá khứ đơn. Đây. Đây là hai câu đối ngược nhau, một cái là kết quả không còn ở hiện tại nữa. Còn đây là kết quả vẫn còn ở hiện tại, xe vẫn sạch. Là cái việc rửa xe, cái kết quả của việc rửa xe thì xe sạch vẫn còn ở hiện tại, cho nên ta chia ở hiện tại hoàn. Câu 12. Ta thấy mốc thời gian một năm 1993 thì cái động từ này chúng tôi chuyển đến đây vào năm 1993, vậy là cái hành động này đã diễn ra tại một mốc thời điểm xác định trong quá khứ, ta chịu quá khứ đơn. A long time now. Đây là một cái biến tướng của for a long time hoặc là until now. Đó, một cái biến tướng của cái dấu hiệu thì hiện tại hoàn. Chúng tôi đã ở đây được một thời gian dài cho tính đến thời điểm hiện tại. Đây là một cái biến tướng của cái dấu hiệu thì hiện tại hoàn. Cho nên là ta chia nó ở hiện tại hoàn. Một thời gian dài tính đến thời điểm hiện tại. Đây là khoảng thời gian này, for khoảng thời gian. Nói chính xác là như vậy. Cho nên đôi khi chúng ta không hiểu được đây là một cái biến tướng của dấu hiệu thì hiện tại hoàn. Ta cứ nghĩ đây là dấu hiệu của thì hiện tại tiếp diễn không à? Thế nào nè? Cho nên ta phải cân nhắc rất là kỹ để dịch được cái cụm này là được một thời gian dài tính đến thời điểm hiện tại. Đó, chứ không là sai. Câu 13. Ông Clark thì làm việc ở trong ngân hàng đã được 15 năm. Nếu như mà ta không đọc câu sau thì ta nghĩ là for cộng với mốc thời gian thì ta chia ở hiện tại hoàn đúng không? Nhưng mà không hề. Ta đọc tiếp câu tiếp theo. Sau đó ông ấy đã bỏ việc. Vậy là cái việc mà làm trong ngân hàng 15 năm nó đã chấm dứt trong quá khứ. Tại vì trong quá khứ ông ta đã bỏ việc luôn rồi. Lại là cái việc này đã chấm dứt trong quá khứ. Cái việc mà làm việc trong ngân hàng đã chấm dứt trong quá khứ. Cho nên ta phải chia ở thì hiện quá khứ đơn. Đây là lần đầu tiên mà bạn nấu mì Ý, pasta mì Ý phải không? Đây là lần đầu tiên, lần thứ hai, lần thứ ba. Nghĩa là còn lần sau nữa, cho nên ta chia thì đặc biệt đây là dấu hiệu của thì hiện tại hoàn này. Đây là lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, lần first time, second time đó. Câu 15. Xin, ta thấy dấu hiệu xin nè. Tôi làm việc cho một công ty máy tính từ khi tôi tốt nghiệp khỏi trường đại học. Tốt nghiệp từ trường đại học. Ta thấy xin cộng với mốc thời gian. Mốc thời gian là khi tôi tốt nghiệp đại học. Thì ta nhớ là cái hành động mà trước xin á, là tôi làm việc tôi như thế nào đó, từ khi tôi như thế nào. Vậy thì cái hành động mà trước xin á, là phải chịu hiện tại hoàn. Còn cái hành động mà sau xin là mốc thời gian á, hành động mà gọi là mốc thời gian thì ta chỉ ở quá khứ đơn. Hành động mà hành động mà sau cái xin á, hành động mà còn tiếp diễn ở hiện đã xảy ra trong quá khứ, kéo dài đến hiện tại và sẽ tiếp diễn trong tương lai thì ta chỉ ở hiện tại hoàn. Mốc thời gian, việc mốc thời gian nè, từ khi tôi tốt nghiệp đại học là mốc thời gian, cho nên ta chỉ ở quá khứ đơn. Nếu như mà ta học thì hiện tại hoàn kỹ thì ta sẽ nhớ được cái mốc thời gian này. Cái thứ hai á,
cái việc mà tôi tốt nghiệp từ trường đại học là cái việc đã xảy ra trong quá khứ và chấm dứt rồi. Tôi không thể nào tốt nghiệp lại lần thứ hai nữa. Có ai mà đã tốt nghiệp rồi, cái trường từ cái lớp đó rồi lại đi tốt nghiệp lại lần nữa cái lớp đó đâu. Công 16, chúng tôi thì gửi cái thùng hộp này đã 3 tuần rồi. Ta thấy ago là dấu hiệu của thì quá khứ đơn, post it. Nếu như bạn vẫn không nhận được nó thì làm ơn hãy thông báo cho chúng tôi ngay lập tức. Đây là thì hiện câu điều kiện loại 1. Câu điều kiện loại 1 thì nhớ là mệnh đề if clause, mệnh đề nếu là ở thì hiện tại đơn, mệnh đề sau có thể là tiếp tục hiện tại đơn hoặc tương lai đơn. Cho nên là ta thấy không thể chia ở hiện tại hoàn được. Phải chia ở quá khứ hoàn, tại vì cái việc nhận bưu phẩm này, nhận bưu phẩm nó chưa diễn ra. Còn nếu như mà ta dùng là I have received chia ở hiện tại hoàn thì nó đã diễn ra mất rồi, người ta đã nhận được đâu, chưa nhận được. Câu 17, Albert Einstein, đây đây chính là sự kiện lịch sử. Albert Einstein là ta thấy là người ta đã mất rồi, sự kiện lịch sử đó. Là một cái nhà khoa học, người mà đã phát minh ra cái thuyết thuyết gì không biết, không, cái thuyết cái thuyết gì đó. Einstein làm ra cái thuyết gì ta, thuyết tương đối hả, thuyết quan hệ gì đó. Đó có thể là hình như là cái thuyết mà vật chất á, là không bao giờ mất đi mà nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác thôi, hình như là cái thuyết đó, thuyết tương đối. Albert Einstein thì là một cái nhà khoa học, bây giờ ông mất rồi ông đâu làm nhà khoa học được nữa, vậy là cái việc này đã chấm dứt trong quá khứ rồi. Thứ hai, đây là một sự kiện lịch sử đó. Đó. Ông mới phát minh ra cái thuyết tương đối này thì cũng đã diễn ra trong quá khứ và không còn tiếp diễn được ở hiện tại nữa, cho nên chia quá khứ đơn. Câu 18, ông ngoại tôi thì mất 30 năm rồi. Tôi chưa bao giờ gặp ông ấy. Thực ra nha, cái câu đầu tiên mất ago thì có dấu hiệu dễ rồi, nhưng mà cái câu sau á thì đáp án của cái câu này nó lại là I have never met. Thì em giải thích theo đáp án nha, đáp án của sách nè, em mở lại đáp án của sách cho nè. Bài 9 đúng không? Đây. Đáp án của sách là never met. Nhìn nhầm. Đúng rồi. Vậy là ta thấy rằng á cái này là đáp án em viết nhầm nha. Cái đáp án của nó là never met. Mặc dù ta thấy never nhưng mà ta không chia nó ở thì hiện tại hoàn tiếp diễn, tại vì cái việc mà ông mất đã diễn ra trong quá khứ hay là cái việc tôi chưa từng gặp thì đã xảy ra và chấm dứt luôn trong quá khứ rồi. Gặp hay chưa từng gặp thì cũng ông mất rồi, không còn liên quan gì tới hiện tại nữa, cho nên ta dùng là never met. Câu 19. Bố của bạn có ở nhà không? Hai người hỏi nhau. Không, tôi e là ông ấy đã đi ra ngoài rồi. Diễn tả một sự việc đã xảy ra trong quá khứ nhưng mà không có mốc thời gian xác định. Vậy chính xác là ông ấy đi ra khi nào? Hỏi thời gian mà chính xác của một sự việc nào đó diễn ra vào lúc nào thì ta phải chia ở thì quá khứ đơn. Hỏi ví dụ là bạn gặp anh ta lúc nào, bạn làm cái này lúc nào, bạn như thế này như thế kia lúc nào thì lúc nào thôi. Cái họ cái mà lúc nào á là ta cũng phải chia ở thì quá khứ đơn. Chính xác là 10 phút trước. Khoảng à quên khoảng 10 phút trước. Câu 20. Bạn sống ở đâu? Bạn sống ở đâu? Ở Boston, nghĩa là bây giờ tôi sống ở Boston nè. Bạn sống ở đó được bao lâu rồi? 5 năm. Vậy là cái việc mà sống ở Boston vẫn đang diễn ra và sẽ tiếp đã diễn ra là sống ở Boston 5 năm và tiếp tục đang ở Boston và sau này cũng có thể sẽ ở Boston tiếp. Vậy là đây là phải chia thì hiện tại hoàn. How long? Tiếp theo là hai câu này, bạn sống ở đâu trước lúc đó, nghĩa là trước khi đến Boston thì sống ở đâu? Vậy người này trả lời là Chicago. Vậy là cái việc sống ở Chicago đã kết thúc rồi. Kết thúc rồi. Tại vì bây giờ người ta đang sống ở Boston thì cái việc sống ở Chicago đã kết thúc, cho nên ta chịu thì quá khứ đơn. Bạn sống ở Chicago được bao nhiêu lâu? 2 năm. Tại sao ta cũng thấy how long mà ta không chịu ở hiện tại hoàn mà chịu quá khứ? Tại vì sống ở Chicago
đây là hỏi thời gian sống ở Chicago mà Chicago thì chấm dứt rồi, không còn sống ở Chicago nữa. Cho nên đây ta cũng phải chịu quá khứ đơn.